Thưa quý vị, trong các bản tin của VTC9 thì chúng tôi cũng nhận được những phản ánh bức xúc của các hộ dân tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội trước nguy cơ phải đóng hai lần tiền thuế phí để được cấp sổ đỏ đã được giao cho các gia đình vì những sai phạm của chính quyền địa phương. Tiếp tục sự việc, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa nhằm giải đáp những lý do xung quanh câu chuyện này. Đây là biên lai thu tiền của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú Cầu giao cho gia đình ông Đặng Văn Việt và bà Nguyễn Thị Phương khi gia đình nộp tiền đất chia năm 1993 với đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kế toán xã, thủ quỹ và người nộp tiền. Còn đây là bảng tổng hợp số liệu chia đất giãn dân năm 1994 của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú Cầu mà hiện nhiều hộ dân ở khu ao Sốc Đồng Chanh, thôn Phú Lương Thượng vẫn còn cất giữ. Theo bảng tổng hợp này, 21 hộ gia đình với danh sách cụ thể đã được chia các diện tích đất khác nhau. Cùng với đó là số tiền phải nộp, đã nộp và được giảm theo chính sách. Cùng với các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ, người dân cho rằng việc chính quyền thu thêm tiền sử dụng đất lên đến hàng trăm triệu đồng với mỗi hộ gia đình là không có cơ sở. Thì huyện cũng lần xác nhận cho chúng tôi là thì khi cho chúng tôi làm sổ đỏ thì công văn thuế báo về là như gia đình tôi. Là lúc năm 93-94 là tôi có nộp tiền là 4.650.000 trị giá bằng 25.000 một cân thóc. Thì nhà tôi là phải nộp là 4.650.000 đồng, được nhận với diện tích đất là 186m2. Thế nhưng đến bây giờ là cho tôi làm sổ đỏ thì hồ sơ để đã xác nhận vào cho gia đình tôi là nhà tôi là phải nộp thế 388.480.000 đồng nữa, 388.480.000 đồng nữa thì mới được nhận sổ đỏ. Làm việc với nhóm phóng viên, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ứng Hòa cho biết, nguyên nhân mỗi hộ gia đình phải đóng thêm hàng trăm triệu đồng mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do các lô đất này giao trái thẩm quyền. Báo cáo với chị là như em đã nói rồi là ở đây khi chưa mới chỉ có quyết định của tỉnh Hà Tây thôi, chưa có cái câu chuyện là kẹp theo danh sách bình xét các thứ và Ủy ban Nhân dân huyện chưa có quyết định giao đất nhưng mà xã đã về giao cho các hộ và không có những cái biên bản bàn giao thực địa cho từng hộ một. Đó là anh em đã xác định là nguồn gốc, là nguyên nhân là cái việc trái thẩm quyền. Trước câu hỏi của nhóm phóng viên về mục đích và phương thức nào để thực hiện việc giao đất giãn dân cho 21 hộ dân xóm 8B, thôn Phú Lương Thượng năm 1993-1994, bà Vũ Thị Oanh, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ứng Hòa cho rằng hiện hồ sơ lưu trữ đã bị thất lạc. Cụ thể thì mình triển khai như thế nào? Thì trao đổi thì đấy, em trao đổi với chị, nghĩa là bây giờ nếu như hồ sơ, vì hiện tại bây giờ công tác lưu trữ đối với cái hồ sơ cấp đất dân giai đoạn đấy, hiện tại bây giờ cả huyện lẫn cả xã nó cũng không còn lưu trữ về mặt hồ sơ đấy. Báo cáo chị là như thế, cũng do là công tác quản lý cũng chuyển qua là bây giờ hồ sơ nó đã bị thất lạc nên chúng tôi cũng không có cái bộ hồ sơ xin cấp đất giai đoạn đấy để xuất trình cho anh chị xem là lúc đó địa phương người ta căn cứ trên cơ sở tiêu chí nào. Người dân cho rằng giao đất giãn dân là quyết định của tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ. Việc giao đất ở đâu, quy trình như thế nào là do chính quyền huyện Ứng Hòa và xã Quảng Phú Cầu triển khai thực hiện. Các hộ dân đã làm theo đầy đủ các quy định mà xã Quảng Phú Cầu ngày đó phổ biến. Đất được cấp đúng thẩm quyền theo các quyết định của tỉnh Hà Tây. Khi nộp, hồ sơ cũng đã hợp lệ. Đã được Ủy ban xã trả lời, thế và Ủy ban xã cũng đã làm những cái văn bản đề nghị lên cấp trên để giải quyết giúp những cái vướng mắc này. Tuy nhiên thì Ủy ban huyện cũng đã có văn bản trả lời là đối chiếu theo luật đất đai năm 2013 bây giờ thì là vẫn quy đấy là đất trái cấp trái thẩm quyền chứ không phải là đất giãn dân. Thế cho nên nó đang vướng mắc ở chỗ đấy, thì vừa rồi thì Hội đồng Nhân dân xã Quảng Phú Cầu cũng có văn bản trình Hội đồng Nhân dân huyện là có các ý kiến lên thành phố, thế rồi lên Sở Tài nguyên Môi trường để tháo gỡ khó khăn này cho địa phương, bởi vì nó cũng vượt quá thẩm quyền của địa phương. Vậy việc giao đất trái thẩm quyền, ai sẽ là người gánh chịu hậu quả? Thế thì hậu quả của việc giao trái thẩm quyền thì ai sẽ là người gánh chịu? Như chị hỏi, chị nói như thế, rõ ràng là trong cái giao trái thẩm quyền thì xã hội sẽ là người gánh chịu vấn đề về giao trái thẩm quyền. Cụ thể như chị là ý chị định trao đổi về vấn đề gì? Em đang hỏi tôi chưa hiểu ý. Dạ, em chị đang muốn nói về cái người dân ấy, có phải là người thiệt thòi nhất không? Tôi chưa chắc được. Bởi vì là như thế này, chị nói như thế này, vì trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi thửa đất, trong mỗi một hộ dân, thế và cái cách khi mà giao đất như thế này, có thể thì chúng tôi ở đây, tôi với chị trao đổi thì cũng nói là tại vì thời điểm mà giao trái thẩm quyền nó diễn ra từ 2012 thì năm 1993 thôi.
Thế mà bây giờ nó khá lâu rồi, mà mặc dù là những thứ mà chúng ta hôm nay có thể nói thì cũng nó chỉ là có thể chúng ta coi là dựa trên một số những vấn đề và chúng ta đưa nó về, quy về một cái mối gọi tắt, nó là giao trái thẩm quyền. Có thể thấy rõ lỗ hổng trong công tác quản lý của một bộ phận chính quyền các cấp khiến cho người dân phải gánh chịu những hậu quả không mong muốn. Và không biết đến khi nào người dân khu 8B, Sóc Đồng Chanh, thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu mới được cấp sổ đỏ theo đúng các quy định của pháp luật về đất giãn dân. Chính quyền địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào khi để xảy ra những sai phạm trên? Công cuộc làm rõ trắng đen sự việc rất cần sự vào cuộc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, và trong buổi làm việc với nhóm phóng viên, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa cho biết trong 21 hộ dân năm 1993 và năm 1994 được giao đất giãn dân ở thôn Phú Lương Thượng đã có nhiều hộ dân được cấp sổ đỏ. Vậy, cụ thể quy trình cấp sổ đỏ cho các hộ dân này được thực hiện như thế nào? Số tiền thuế phí phải nộp là bao nhiêu? Liệu có việc một khu đất giãn dân áp thuế phí hai chính sách khác nhau? VTC9 sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các chương trình tiếp theo.